Tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tuất vấp pháp nhiều trở ngại, tiểu nhân phá hoại. Tử vi tháng 6 âm lịch cho biết dưới sự tri phối của tường phá, bản mệnh vấp pháp với nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn. Bạn được nhắc nhở cần phải hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại thành quả của mình đã gây dựng được. Sự nghiệp khá ảm đạm, trường thăng tiễn bắp bên không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp may ở thời điểm này. Bạn mệnh còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân, mưu sự tốt nhất nên dựa vào sức mình là hơn mà trông chờ vào người khác không được gì. Tuy nhiên, điềm bảo vận khỉ có chút cải thiện hơn về cuối tháng. Một khi kiên trì vượt qua, thành quả gặt hải được hoàn toàn xứng đáng con đường tài lộc của người tụ tuốt cũng có nhiều biến động lên xuống thất thường đa phần theo chiều hưởng xấu ở thời điểm này người tụ tuốt cần phải có kế hoạch quản lý tiền bạc rõ ràng chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế được tình trạng hào hụt với tình hình trước mắt hãy lấy ổn định và bền vững làm trọng còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khôn lường phương diện tình cảm vẫn có vấn đề người tuổi tuất gặp không ít những phiền muộn trong tháng này. Tình cảm vợ chồng đo lửa xuất hiện nhiều nguy cơ cả chủ quan lẫn khách quan. Người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu cho sự nghiệp cá nhân nên khả hồi hợp trong chuyện yêu đương. Về phương diện sức khỏe, tâm lý không ổn định, công việc bận rộn, vất vả sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thể trạng của con giáp này. Bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều và lao lực, thường xuyên cảm thấy quẻ quải, mệt mỏi. Xem tử vi tháng 6 âm lịch năm 2024 của con giáp người tuổi tuốt luận về các phương diện trong cuộc sống. 1. Luận về phương diện, công danh, sự nghiệp, Bước sang thảng Tân Mùi, đây là một thảng có nhiều khó khăn cho chặng đường phát triển sự nghiệp của người sanh năm tuất khi mà bản mệnh phải đối mặt với cục diện tử vi nhiều bất lợi. Dưới sự chi phối của phá thải tuệ, sự nghiệp khá ảm đạm, bản mệnh vấp phải nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn, đường thăng tiễn bấp bên, không có nhiều dấu hiệu thuận lợi hay gặp mai ở thời điểm này. Áp lực tăng cao, đã vậy, con giáp này còn có nguy cơ đụng độ tiểu nhân. Bạn được nhắc nhở cần phải hành sự thận trọng, đề phòng kẻ xấu phá hoại, thành quả mà mình đã gây dựng được. Đặc biệt là cần phải khiêm tốn giữ mình, hơn là khoe mẽ, gây hấn trong những chuyện. Hay những người không đáng, tránh voi chẳng xấu mặt nào, đừng tự mua dây buộc mình. Mua sự tốt nhất nên dựa vào sức mình là hơn, trong chờ người khác. Với những ai đang trong quá trình tìm kiếm công việc cũng sẽ cảm thấy vất vả ngay từ ban đầu. Chuyện hợp tác làm ăn kinh doanh gặp trục trặc ngay từ đầu do đòi bên thiếu sự tin tưởng. Hơn nữa, bạn còn khả nóng nảy, thiếu chính kiến, dễ có những yếu tố ngoại cảnh tác động dẫn tới việc đưa ra quyết định vội vàng sai lầm. Nhất là khi có thêm tiểu nhân cố tình gian bẫy hãm hại, người tuổi tuất khó mà thoát ra được bạn sẽ cần phải chuẩn bị tinh thần vững vàng để có thể đương đầu với mọi rắc rối, áp lực, muộn phiền, không để bản thân gục ngã trong bất cứ hoàn cảnh nào. Tuy nhiên, đêm bảo vận khỉ có chút cải thiện hơn về cuối tháng. Một khi kiên trì vượt qua, thành quả gặt hái được hoàn toàn xứng đáng. Dù vậy, vận khí vẫn còn non yếu, may mắn chưa đủ áp chế xua xẹo trong suốt cả tháng. Do đó, bạn vẫn cần nên hành sự chậm mà chắc, vừa làm vừa quan sát tìm hiểu tình hình để kịp thời điều chỉnh khi cần. Với những ai có ý định nhảy việc, cần cần nhắc kỹ càng, lợi hại. Đừng vì phút bồng bột mà bản thân rơi vào cảnh lòng bông. 2. Luận về phương diện tài chính Con đường tài lộc của người tuổi Tuất có nhiều biến động lên xuống thất thường, đa phần theo chiều hưởng xấu. Tháng này không có tài tinh chiếu mệnh, tài chính trở lại thiên tài không có khởi sắc dù có các tinh thiên đức đưa đường trị lỗi mang tới không ít những mối làm ăn lớn nhưng trong tháng đụng độ phá thải tuế bạn cần hết sức thận trọng trong đầu tư kẻo bị lừa đảo lợi dụng danh tiếng thực tế ưu điểm của con giáp này nằm ở khả năng tính toán quản lý tiền bạc không phải ai cũng có được Tuy nhiên, bản mệnh lại luôn chủ quan thiểu tâm nhìn xa trong rộng, nên rất dễ mắc sai lầm lớn khiến cho tiền bạc tiêu tan nhanh chóng. Ở thời điểm này, người tuổi tuốt cần có kế hoạch quản lý tài chính rõ ràng, chặt chẽ hơn mới có thể hạn chế hao hụt. Với tình hình lúc này, hạ lấy ổn định, bền vững làm trọng. Còn nếu tham lam vô độ sẽ dẫn tới hậu quả khó lương. Còn nếu nóng vội, Tham cả lợi trước mắt, bạn sẽ đánh mất hết những gì mà mình đã gây dựng từ lâu. Đặc biệt, cẩn thận khi cho người khác vay mượn tiền bạc, kẻo chẳng những không đòi lại được mà mối quan hệ tình cảm đôi bên cũng tan vỡ. 3. Luận về phương diện tình cảm gia đạo Phương diện này không mấy lý tưởng, tồn tại nhiều vấn đề khiến bạn muộn phiền. Điềm bảo tử vi cho thấy đây sẽ là một tháng vui ít mà buồn nhiều. Tâm trạng khá xa xúc. Tương phá tác động tình cảm vợ chồng đôi lửa xuất hiện nhiều nguy cơ cả chủ quan lẫn khách quan. Đối mặt với thử thách về sự thủy chung, mối quan hệ thiếu sự lãng mạn, thiếu sự quan tâm và chia sẻ nên xuất hiện vết nước khó hàng gắn. Đó là nguyên nhân chính khiến cho vợ chồng liên tục xảy ra mâu thuẫn cãi vã, tạo cơ hội cho kẻ thứ ba xuất hiện nếu không có lý trí vững vàng, bản mệnh dễ phạm sai lầm, tự tài phá bỏ hạnh phúc đã xây dựng trong suốt thời gian vừa qua. Khi mâu thuẫn ngày càng tăng, cả hai nên tìm cách hóa giải hơn là lạng tránh vấn đề. Khi hai bạn cùng ngồi lại nghiêm túc xem xét vấn đề sai ở đâu, sợ ở đấy, thì khúc mắt nào cũng sẽ được tháo gỡ, gia đạo lại êm ấm như xưa. Người độc thân dành nhiều thời gian phấn đấu sự nghiệp cá nhân nên khả hơi hợt trong chuyện yêu đương. Dù vẫn có người tiếp cận tìm hiểu nhưng bạn không mấy đề tâm. Ngươi tuổi tuất chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu có được bạn thuận theo tự nhiên ắt có ngay gặp lương duyên. 4. luận về phương diện sức khỏe. Phương diện sức khỏe cũng khó ổn định trong tháng do công việc bận rộn và vất vả áp lực bộ quay sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới thể trạng của bạn thời gian dài chịu căng thẳng đầu óc khiến cho bản mệnh có dấu hiệu suy nhược thể trạng vì suy nghĩ nhiều lao lực thường xuyên cảm thấy quể quải mệt mỏi nhiều người còn gặp phải vấn đề về chất lượng giấc ngủ hay ăn uống kém ngon khó tiêu bạn có thể sụp cân bất thường trở nên chủ quan vì các dấu hiệu bất thường ấy do đó còn giáp người tuổi tuất nên hết sức chú trọng về việc điều dưỡng tinh thần từ đó mới có thể hài hòa được toàn bộ hoạt động của cơ thể. Thời tiết nặng nóng gây gắt người tuổi tuất cũng nên chú ý dưỡng sinh mùa hạ bằng cách ăn uống thanh đạm, hạn chế các đồ ăn quá nhiều dầu mỡ, cay nóng. Cảm nang vững vận cho tầng tuổi tuốt vào tháng 6 âm lịch năm 2024 như sau. Một tuổi mậu tuốt sinh năm 1958 mệnh mộc, nam sao thái bạch, nữ sao thái âm khẩu quyết, sự nghiệp khả ảm đạm, vấp phải nhiều trở ngại, các kế hoạch có nhiều đảo lộn. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi dân, tiểu nhân, tuổi thân, tuổi tỵ, màu sắc may mắn, màu xanh lá, màu nâu. 2. Tuổi canh tuất sinh năm 1970 Mệnh kim Nam sao la hầu, nữ sao kể đô, khẩu quyết, áp lực tăng cao, đề phòng tiểu nhân phá hoại thành quả đã gây dần từ lâu. Quý nhân phù trợ tuổi ngọ, tuổi thân, tiểu nhân tuổi thân, tuổi sửu màu sắc may mắn, màu vàng, màu tím. 3 tuổi Nhâm Tuất, sinh năm 1982, mệnh thủy, năm sao kế đô, nữ sao thái dương, khẩu quyết. Các kế hoạch làm giàu kiếm tiền có nhiều biến động lên xuống thất thường. Quý nhân phù trợ tuổi tỵ, tuổi hoài, tiểu nhân tuổi dần, tuổi dậu, màu sắc may mắn, màu xanh lam, màu xám. 4. Tuổi Giáp Tuất, sinh năm 1994, mệnh hỏa. Nam sao Thái Bạch, nữ sao Thái Âm, khẩu huyết. Tình cảm vợ chồng, đo lửa xuất hiện nhiều nguy cơ rạn nứt. Quý nhân phù trợ, tuổi môi, tuổi dậu, tiểu nhân, tuổi sổ, tuổi thân, màu sắc may mắn, màu cam, màu trắng. Năm tuổi bính Tuất, mệnh thổ. Nam sao La Hầu, nữ sao Kế Đô, khẩu quyết sức khỏe xa xúc do công việc bận rộn vất vả áp lực bổ quay. Quý nhân phù trợ tuổi mão, tuổi ngọ, tiểu nhân tuổi mùi, tuổi tỵ, màu sắc may mắn màu đen, màu vàng.